Thưa quý vị, mới đây một bà mẹ trẻ đã trở thành một hiện tượng mạng xã hội khi mà liên tiếp đưa ra các bài nhạc chế của mình. Và mỗi bài nhạc chế của bà mẹ trẻ này đều được hưởng ứng rất nhiều trên cộng đồng mạng. Và lý do bởi vì sao? Bởi vì sở dĩ là những cái bài hát của cô có ca từ của nhạc chế rất là sâu sắc, ý nghĩa và đúng tâm trạng cũng như là suy nghĩ của những người phụ nữ hiện nay. Ngoài ra, thêm vào một cái điều quan trọng khác nữa, đó là giọng ca của cô đã được từng học qua về nhạc lý, về thanh nhạc, cho nên cũng rất là dễ nghe và dễ đi vào lòng người. Và sở dĩ mà nhạc chế ngay từ đầu đã luôn được công chúng tiếp nhận một cách rất thoải mái, bởi vì nó đã dễ chịu và đi vào lòng người rồi, thì những cái chủ đề mà cô gái, hay chính xác hơn là một bà mẹ bỉm sữa trẻ của chúng ta lựa chọn, nó lại càng dễ hấp dẫn cư dân mạng cũng như là những ai mà yêu thích dòng nhạc chế này. Ví dụ như chủ đề mà cô ấy hay lựa chọn đó là về thói quen mua sắm của chị em, về mua hàng online với những cái tình huống mà dở khóc dở cười, hay là những cái bài nhạc chế nhắc nhở những cánh mày râu, đó là đừng có mà bỏ bạn gái, đặc biệt là khi có bầu có em bé, hoặc là cha mẹ thì phải làm sao để mà xây dựng hạnh phúc gia đình, đừng có dẫn đến ly hôn gây khổ đau cho con cái. Đáng chú ý thì mới đây nhất clip nhạc chế về người đàn ông ngoại tình. Người đàn ông ngoại tình thì dường như đã nói đúng tâm tư, nỗi lòng của các chị em. Không biết là có đúng tâm tư của Linh Đan hay không? Đương nhiên là không rồi, bởi vì Linh Đan chưa lập gia đình. Có bài nhạc chế này thì Nguyên Bảo biết không, nhắc nhở các anh đó là không được ngoại tình, nhất là khi vợ đang trong thai kỳ hoặc là khi vợ vừa mới sinh. Thì có lẽ là bởi vì là Nguyên Bảo không trong tình trạng của Linh, của các chị em phụ nữ. Nhưng không hiểu được tâm trạng của các chị em. Tại sao là như vậy nhỉ? Tôi biết là có một câu thơ rất hay nhá, là ai chẳng có những phút ngoài chồng ngoài vợ. Đó là quan điểm của cánh mày râu, cho nên mới dẫn đến những cái trường hợp ngoại tình, và bởi vì vậy mới dẫn đến những cái cô gái giống như là chúng tôi vừa chia sẻ có những cái bài nhạc chế để mà nhắc nhở các anh. Và nếu như Nguyên Bảo vẫn còn giữ quan điểm này thì hãy cùng Linh Đan tìm hiểu về cô gái này và hiểu hơn về bài nhạc chế của cô ta nhé. Về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau luôn, chẳng bao giờ buồn. Chót yêu trời là sai một đời. Khi anh có tiền nhiều cô gái thích vây quanh, thế có nghĩa là họ yêu cái ví thôi anh. Thử xem rồi lúc xa cơ, để anh tình giấc cơn mơ, tình nhân rồi cũng ngơ lơ, chỉ em đợi chờ. Cái việc chế nhạc thì là một cái xuất phát từ đam mê của tôi. Từ khi mà còn ngồi ở học cấp 2, cấp 3 thì đã bắt đầu chế những cái bài ngày xưa nhạc phim ấy, có sở thích là như thế. Sau thì một thời gian như kiểu khoảng chục năm trở lại đây thì mình không làm nữa, bởi vì mình có rất là nhiều công việc khác như là học đại học này, rồi đi làm lấy chồng sinh con, thì tự nhiên mình bỏ bẵng đi. Nhưng mà một thời gian gần đây thì mình tự nhiên có cảm hứng trở lại, và có theo dõi ở trên báo đài thì có rất là nhiều các cái hiện tượng xã hội, thì mình cảm thấy là mình cần phải làm một cái gì đấy. Và với bản thân là một người đang làm vợ làm mẹ, thì mình đứng ở góc độ một người phụ nữ thì mình thấy có rất là nhiều vấn đề mà mình cần phải nói tiếng nói của mình cũng như là những người phụ nữ khác. Anh hay bí mật đặt bass cho chiếc phone tay, vợ con gọi trắng nghe ngay, việc trong nhà cũng đâu hay, vì lo dự án nên anh ngủ luôn ở ngoài. Đúng là cảm giác là sau một đêm thì rất là nhiều người biết đến mình, trang Facebook thì rất là nhiều người add rồi là theo dõi, thì tôi cũng cảm thấy hơi bị choáng ngợp một chút, cũng hơi sốc một chút. Tuy nhiên là tôi cũng thấy rất là vui, bởi vì tự nhiên là cảm giác là những cái tâm sự của mình được rất là nhiều người để ý và thậm chí là đồng cảm. Với chồng của tôi thì thực ra là anh ấy cũng rất là thoải mái, không có vấn đề gì cả. Bởi vì người ta hay nói là cây ngay không sợ chết đứng. Và anh ấy thì cũng không, mình cũng cảm thấy là may mắn, bởi vì chồng mình thì cũng không biết uống rượu, và cũng mình cũng cảm giác là rất là tin tưởng về cái việc là các mối quan hệ bên ngoài thì mình cũng không có vấn đề gì cả. Nên là anh ấy cũng cảm thấy rất là bình thường.
Và thực ra là cũng có một chút gì đấy, chắc là cũng hơi tự hào một chút vì là vợ được mọi người yêu mến hơn. Xây nên gia đình giàu sang tuy trắng hơn ai, hạnh phúc gìn giữ lâu nay, giờ sao chẳng lẽ chia tay, niềm vui ngoài đó ngỡ hay mà không bền dài. Em ngày xưa trẻ chúng từng bao vệ tinh thầm thương, sau khi theo anh, sau khi sinh con lo toan vuông tròn, nay mặt nhân bụng mỡ quần áo. Thì tôi cũng muốn là xã hội và nhất là trong các cái gia đình, mỗi gia đình nhỏ thì mọi người sẽ nhìn nhau, hiểu nhau hơn, nhất là các ông chồng hãy hiểu vợ mình hơn, và vợ thì cũng từ đó nhìn vào các cái vấn đề đấy mà cũng có thể một chút gì đấy có thể thay đổi mình và để làm cho gia đình hạnh phúc hơn. Không lo giữ gìn thì sao tự tin, nay em sẽ chọn đồ sao tôn dáng